Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023, chương trình có những nội dung đáng chú ý. 9 tháng năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhận diện chính xác nguyên nhân, chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, linh hoạt để khắc phục. Mặc dù mới 9 tháng nhưng huyện Đất Đỏ đã về đích sớm và vượt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên của cả năm 2023. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Long Điền ghi nhận 285 ca bệnh tay chân miệng, 40 ca bệnh sốt xuất huyết. Thị xã Phú Mỹ triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học. Thành phố Bà Rịa là địa phương đầu tiên được chuyển tải thông tin. Thưa quý vị, tại thành phố Bà Rịa, Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16 mở rộng nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết công tác 9 tháng năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội quan trọng. 9 tháng năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên địa bàn cũng không xảy ra các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp. Tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tín dụng đen được đẩy lùi. Số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đồng bộ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16 mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị những tháng cuối năm 2023, Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 09 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Bà Rịa Vũng Tàu, trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, duy trì và phát huy các mô hình phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục với ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, lễ công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý ngành giáo dục đào tạo vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức. Theo các quyết định, có 5 viên chức quản lý ngành giáo dục đào tạo được luân chuyển bổ nhiệm đợt này. Theo các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, 5 viên chức quản lý được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non Hoa Anh Đào, Mầm non Hương Sen, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu mong muốn các nhà giáo tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết cùng tập thể các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thưa quý vị, chính thức triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 4 năm 2022, ngành thuế Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, chi cục thuế khu vực Vũng Tàu Côn Đảo nói riêng đã vào cuộc quyết liệt. Dùng lực triển khai, hỗ trợ, đến nay, tại thành phố Vũng Tàu có 100% người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Thành phố Vũng Tàu là địa bàn chiếm gần 50% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký hoạt động. Và đến nay, 100% người nộp thuế tại địa phương này với gần 6.000 tổ chức cá nhân đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cũng như đa dạng hình thức xuất hóa đơn cho các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu Côn Đảo đã rà soát và đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng. Hiện nay đã có 109 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại thành phố Vũng Tàu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 47,5% kế hoạch đề ra.
Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu Côn Đảo còn đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế về những lợi ích của việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile, hỗ trợ tra cứu tờ khai, đăng ký thuế, thông báo nộp thuế và thực hiện nộp thuế theo phương thức điện tử, đồng thời tổ chức hướng dẫn và cài đặt trực tiếp ứng dụng cho hơn 17.500 tài khoản người nộp thuế. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, những tháng đầu năm 2023, huyện Đất Đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của Đất Đỏ chỉ đạt hơn 30% chỉ tiêu tỉnh ủy giao, là địa phương thấp nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhận diện chính xác nguyên nhân, từ đó chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ linh hoạt để khắc phục. Đến nay, huyện Đất Đỏ đã về đích sớm và vượt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên của cả năm 2023. Đảng bộ huyện Đất Đỏ có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.770 đảng viên. Xác định nguyên nhân chính gây khó khăn cho công tác phát triển đảng viên, chủ yếu là thiếu nguồn kết nạp đảng. Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đã có những giải pháp tháo gỡ như tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng, cho ký cam kết nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu, đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở chú trọng rà soát, đánh giá, phân tích nguồn quần chúng để có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Thì huyện ủy đã chỉ đạo, thứ nhất là chúng ta chú trọng rà soát nguồn quần chúng ưu tú trong viên chức ngành giáo dục, y tế, rồi bộ đội xuất ngũ, thanh niên ưu tú, giáo viên các trường học, học sinh ở trường trung học phổ thông, đội ngũ y bác sĩ, và chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị và tư tưởng và phát hiện bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp đảng. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy Đất Đỏ, các chi đảng bộ trực thuộc đều có những giải pháp, cách làm phù hợp với thực tiễn nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, từ đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu huyện giao, đảm bảo chất lượng, đa dạng đối tượng. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, đảng bộ xã Long Tân đã kết nạp được 8 đảng viên mới, vượt một chỉ tiêu được giao năm 2023. Đây cũng là đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng sớm nhất của khối đảng bộ các xã thị trấn trực thuộc huyện ủy Đất Đỏ. Đạt được kết quả trên, Đảng ủy xã Long Tân đã thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đối với công tác phát triển đảng ở địa phương, xác định cái khâu quan trọng nhất đó là tạo nguồn để phát triển đảng. Vì mình có nguồn thì mình mới thực hiện được các công tác phát triển đảng. Không có nguồn thì không thể nào thực hiện được. Chính vì vậy thì địa phương đã chỉ đạo cho các chi bộ và các đoàn thể là phải rà soát tất cả những cái đoàn viên hội viên ưu tú đáp ứng đủ các điều kiện về trình độ văn hóa, về lý lịch chính trị, rồi về tâm huyết của người ta đối với các hoạt động để lựa chọn giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Chính vì vậy công tác phát triển đảng nó luôn đạt cái chỉ tiêu đề ra. Những tháng đầu năm 2023, đảng bộ thị trấn Phước Hải gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, trong đó nguyên nhân chính là thiếu nguồn. Trên cơ sở rà soát lại lực lượng quần chúng, đảng ủy thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới đến từng chi bộ và đề ra những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn. Đến nay, đảng bộ thị trấn Phước Hải đã phát triển được 26 đảng viên, vượt 4% chỉ tiêu huyện giao. Hiện địa phương còn một hồ sơ đang gửi ban tổ chức huyện ủy xem xét kết nạp. Tính từ tháng 1 đến cuối tháng 6 thì thật sự là địa phương cũng cái chỉ tiêu phát triển đảng còn thấp. Trên cơ sở đó thì địa phương đã họp thường trực rồi ban thường vụ để đưa ra các cái giải pháp để làm sao mà đẩy nhanh cái tiến độ phát triển đảng. Thường trực sẽ giao cho mỗi một cái chi bộ, phải không? Rà soát lại cái đội ngũ mà ưu tú ở dưới cái chỗ của khu phố cũng như ở chỗ của trường học, đẩy nhanh cái tiến độ phát triển. Bên cạnh nguồn kết nạp đảng là giáo viên, nhân viên trong nhà trường, chi bộ hai trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu và Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ cũng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Từ đầu năm 2023 đến nay, chi bộ hai trường đã kết nạp được 5 quần chúng ưu tú là học sinh vào đảng. Chi bộ cũng đã phân công cho các đồng chí là đảng viên trực tiếp chủ nhiệm các cái lớp 12 để trong cái quá trình chủ nhiệm cũng như là các giáo viên bộ môn giảng dạy có thể theo dõi và phát hiện các đối tượng học sinh là học sinh ưu tú, vừa có đạo đức tốt, vừa có
học lực xuất sắc để giới thiệu cho chi bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Triển khai đồng bộ các giải pháp, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã từng bước tháo gỡ những nút thắt trong công tác phát triển đảng. Chất lượng, số lượng đảng viên mới được kết nạp, được đảm bảo và mở rộng về thành phần. Trong số 118 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2023, có 77 đảng viên là đoàn viên thanh niên, 30 đảng viên trong ngành giáo dục, còn lại đảng viên trong ngành y tế, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các đảng viên mới có đến 88% có tuổi đời từ 18 đến 35 và đảng viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng đại học chiếm 50%. Kết quả kết nạp đảng viên năm 2023 tạo tiền đề động lực để Đảng bộ huyện Đất Đỏ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó góp phần bổ sung sinh lực cho đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, 5 năm qua, gần 590 đảng viên các chi bộ trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ đã hoàn thành 150 phần việc với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,8 tỷ đồng. Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 160 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. 5 năm qua, phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đảng viên thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ hưởng ứng tích cực. Với vai trò đầu tàu gương mẫu, mỗi đảng viên đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước. Qua đó khích lệ nhân dân chung sức làm theo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023, thị trấn Đất Đỏ có 587 đảng viên đăng ký tham gia phong trào và hoàn thành 150 công việc như góp ngày công lao động, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, lắp đặt camera, đèn chiếu sáng, trao thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,8 tỷ đồng. Nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện phong trào, đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ khen thưởng. Tại huyện Đất Đỏ, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề thành lập và quản lý câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 120 cán bộ hội người cao tuổi các cấp và ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đã tham gia tập huấn. Cán bộ hội người cao tuổi và ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn cách thức thành lập, quản lý và hoạt động của câu lạc bộ, những chính sách quy định liên quan, một số kỹ năng cần thiết của ban chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh thành lập được 43 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với gần 2.580 hội viên. Các câu lạc bộ đã thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò của người cao tuổi tại khu dân cư. Huyện Long Điền là địa phương tiếp theo được chuyển tải thông tin. Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Long Điền ghi nhận 285 ca bệnh tay chân miệng, 40 ca bệnh sốt xuất huyết. Ba xã thị trấn gồm Long Hải, Phước Hưng và Phước Tỉnh là những địa phương ghi nhận các ca bệnh nhiều nhất trong huyện. Để hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, ngành y tế huyện Long Điền khuyến cáo người dân chủ động trong phòng bệnh bằng các biện pháp như thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, diệt lăng quăng, ngủ mùng kể cả ban ngày, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nâng cao sức đề kháng bằng cách tăng cường dinh dưỡng, có chế độ sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học. Khi nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng hoặc sốt xuất huyết, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, chuẩn đoán, điều trị và theo dõi, không tự điều trị tại nhà, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, triển khai thực hiện từ năm 2015, đến nay mô hình Tổ Phụ Nữ Hỗ Trợ Xây Nhà, Sửa Nhà của Phụ Nữ Tổ 6 Chi Hội Phụ Nữ Khu Phố Hải Hàm 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ trong tổ có thêm điều kiện để xây dựng, sửa chữa nhà ở khang trang, sạch đẹp hơn. Tiếp nối dòng thông tin của huyện Long Điền, mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này.
Tổ phụ nữ hỗ trợ xây nhà sửa nhà của chị em phụ nữ tổ 6 chi hội phụ nữ khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, thành lập cách đây 8 năm, tham gia mô hình. Hàng tháng, mỗi thành viên đóng góp 100.000 đồng. Số tiền này được giao cho tổ trưởng phụ nữ mang đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng để lấy lãi. Khi có thành viên nào trong tổ có nhu cầu xây nhà, sửa nhà, thì tổ sẽ rút tiền để hỗ trợ 30 triệu đồng. Tôi thấy cái hội phụ nữ này rất là hay. Thì chị quy là một tháng chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà được hỗ trợ là 30 triệu. Theo như tôi là người ở nhà để chăm cháu, mà được cái hỗ trợ 30 triệu để sửa chữa nhà cửa thì tôi thấy rất là hay. Khi mới thành lập, tổ phụ nữ hỗ trợ xây nhà sửa nhà của phụ nữ tổ 6, chi hội phụ nữ khu phố Hải Hà 1 có 30 thành viên, đến nay đã tăng gần gấp đôi lên 58 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 14 chị em được nhận hỗ trợ mỗi người 30 triệu đồng để xây dựng sửa chữa nhà. Số tiền đang còn gửi tiết kiệm tại ngân hàng vẫn còn hơn 220 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ tiền xây dựng, sửa chữa nhà, tổ còn trích tiền tiết kiệm hàng năm để mua quà Tết tặng chị em tham gia mô hình. Mỗi phần quà khoảng 600.000 đồng tiền mặt. Cái hỗ trợ đó chỉ có 30 triệu đồng thôi, nhưng nó cũng giải quyết một phần nào đó khó khăn cho chị em phụ nữ trong những lúc mà nhà nó rột nát và hư hỏng nặng. Thì cái mô hình đó chị em tôi duy trì đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Hỗ trợ được 12 căn nhà chị em. Và cái mô hình này chúng tôi cũng sẽ duy trì và phát huy hơn nữa những cái mô hình tiếp theo để hỗ trợ kịp thời cho chị em, để lo cho chị em có một cái điều kiện tốt hơn. Tôi thấy cái mô hình này rất là hay, giúp được nhiều của chị em an cư lập nghiệp và ổn định kinh tế để mà yên tâm mà lao động sản xuất vượt qua khó khăn. Là tôi cũng họp nhiều tổ dân phụ nữ khác, tôi cũng có đề xuất và triển khai cái mô hình hay này đến để nhân rộng hơn nữa cho các cái tổ phụ nữ khác. Hiện tại các thành viên trong tổ phụ nữ hỗ trợ xây nhà sửa nhà của phụ nữ tổ 6, chi hội phụ nữ khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đều có nhà cửa kiên cố và có mức sống từ trung bình trở lên. Đây là minh chứng cho sự hiệu quả thành công của một mô hình chăm lo cho đời sống chị em phụ nữ ở cơ sở, qua đó góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng phát triển thị trấn Long Hải đạt chuẩn đô thị văn minh. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay tiếp tục với những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, tháng 2 năm 2023, Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu được Tổng cục Hải quan trang bị và chấp thuận đưa vào hoạt động 20 soi container di động phục vụ cho soi chiếu kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu trong các container tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ. Qua gần 8 tháng áp dụng kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn. Chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến nay, hệ thống máy soi tại khu vực cảng Cái Mép, thị vải, thị xã Phú Mỹ đã thực hiện soi chiếu gần 4.000 container. Qua soi chiếu, những sai phạm của doanh nghiệp trong quá trình khai báo hải quan cũng được phát hiện kịp thời. Đến nay, đơn vị đã phát hiện gần 90 trường hợp nghi vấn và đã chuyển giao thông tin cho Tổng cục Hải quan theo quy định. Hiện nay, cả hai tổ máy soi quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh đều không thu phí. Việc đưa máy soi chiếu container vào hoạt động đã giúp tiết kiệm được nhiều nhân lực, giảm chi phí cho doanh nghiệp, cũng ngăn ngừa, răn đe hành vi gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu. Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học, tất cả 20 trường tiểu học tại thị xã Phú Mỹ đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các trường vẫn nỗ lực đảm bảo chất lượng đầu ra lẫn yêu cầu cần đạt của chương trình. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021, 97% học sinh lớp 1 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đạt kết quả học tập từ trung bình trở lên, tương đương với kết quả của khối lớp 1 theo chương trình cũ. Năm học 2022-2023 vừa qua, tỷ lệ học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3 được xếp loại học tập từ trung bình trở lên tăng 1,6%, đạt 98,6% so với năm học trước. Năm học 2023-2024, thị xã Phú Mỹ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đến khối lớp 4. Như vậy, có gần 16.500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 cùng hơn 600 giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông này. Nỗ lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
chú trọng đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học. Ngành giáo dục đào tạo thị xã Phú Mỹ giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống, hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà ngành giáo dục và xã hội kỳ vọng. Thưa quý vị, với mong muốn duy trì phát triển sản phẩm bưởi da xanh của thị xã Phú Mỹ, một nhóm thanh niên ở phường Hát Dịch đã triển khai mô hình thuê lại các vườn bưởi. Đây cũng là một trong ba sản phẩm ý tưởng đại diện cho thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu có mặt tại vòng chung kết cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng, dự kiến diễn ra trong tháng 10 này. Hợp tác xã bưởi da xanh Hát Dịch thị xã Phú Mỹ, tiền thân là tổ hợp tác bưởi thanh niên Hát Dịch, được thành lập năm 2019. Hợp tác xã có khoảng 40 thành viên, đa phần là thanh niên, canh tác trên diện tích khoảng 38 hecta bưởi. Khi đại dịch COVID-19 ập đến, một số nông dân trên địa bàn gặp khó khăn về đầu ra nên không đầu tư đúng mức cho vườn bưởi, khiến sản lượng lẫn chất lượng bưởi bị giảm sút. Trước thực trạng này, các thành viên trẻ tuổi của hợp tác xã đã bàn bạc triển khai mô hình thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp duy trì phát triển bền vững sản phẩm bưởi địa phương. Tùy theo điều kiện nhu cầu của từng chủ vườn bưởi mà việc ký kết hợp đồng thuê vườn sẽ kéo dài từ 3 đến 15 năm, với mức giá từ 80 đến 150 triệu đồng một hecta một năm. Với những diện tích còn lại chưa cho thuê, nông dân sẽ được hợp tác xã đồng hành hỗ trợ về kỹ thuật lẫn bao tiêu đầu ra. Rồi họ đưa ra cái giá mình mà họ hợp đồng thuê lại, cảm thấy là nó cũng hợp lý, thì mình giao thôi. Mình bớt được cái thời gian của mình bớt công việc của mình đi, rồi mình có thời gian mình chăm cái đám khác. Mấy em rất là giỏi, chịu khó đi tìm nguồn, coi như là tìm cái đầu ra cho nông dân. Hiện hợp tác xã bưởi da xanh Hát Dịch đang thuê lại 5 vườn bưởi với tổng diện tích 8 hecta, trong đó 6 hecta đang cho thu hoạch, đem lại nguồn lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng một năm. Không chỉ vậy, mô hình này còn giải quyết công ăn việc làm cho hơn 10 thanh niên với thu nhập từ 3 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Dự kiến, diện tích thuê sẽ mở rộng lên 15 đến 20 hecta trong thời gian tới. Mô hình này càng phát triển thì tạo được công ăn việc làm cho nhiều thanh niên. Thì đoàn phường cũng đã khuyến khích bạn tạo mọi điều kiện để các bạn là có thể làm hồ sơ vay vốn. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, Hợp tác xã bưởi da xanh Hát Dịch tập trung sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, đồng thời xây dựng mã dùng trồng để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, song song với việc nghiên cứu cho ra nhiều sản phẩm khác từ bưởi da xanh. Bọn em cũng đang nghiên cứu ra một cái số mà các sản phẩm giống như là chè bưởi đồ này kia, rồi những cái thứ mà linh động từ những trái bưởi xấu, cái những cái trái đẹp đồ này kia, thì em sẽ có những cái vựa lớn ở Bến Tre, mình sẽ đưa về đó, còn không là em sẽ đi trực tiếp vào siêu thị. Mang lại những hiệu quả thiết thực, mô hình thuê lại các vườn bưởi của nhóm thanh niên hợp tác xã bưởi da xanh Hát Dịch là một trong ba sản phẩm ý tưởng đại diện cho thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi thanh niên khởi nghiệp nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức tháng 10 này. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.